Giá heo hơi hôm nay 7 tháng 6, biến động trái chiều 1.000, 2.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tăng giảm không đồng nhất. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 66.000, 69.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg tại một vài nơi. Sau điều chỉnh, tỉnh Nam Định triển khai giá heo hơi lên mức 68.000 đồng 1 kg, ngang với Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nam và Ninh Bình cùng lúc, thương lái tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang cùng được thu chung mức 69.000 đồng 1 kg, đây là mức giá cao nhất khu vực, các địa phương khác ghi nhận giá heo hơi đi ngang vào sáng nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 68.000, 69.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng chứng kiến giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Lần lượt nâng giá thu mua lên mức 68.000 đồng 1 kg và 67.000 đồng 1 kg. Ngoại trừ Lâm Đồng và Bình Thuận đang giao dịch heo hơi ở mức cao nhất 69.000 đồng 1 kg, heo hơi tại các khu vực khác tiếp tục duy trì giá thu mua không đổi. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 66.000, 69.000 đồng 1 kg. Khác với xu hướng chung, heo hơi khu vực miền Nam lại giảm đến 2.000 đồng 1 kg ở Kiên Giang, hạ xuống mốc 67.000 đồng 1 kg, ngang với Hậu Giang. Các tỉnh, thành còn lại triển khai giá heo hơi ổn định. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 67.000, 79.000 đồng 1 kg. Sáng ngày 7 tháng 6, giá thịt heo Market Daily từ trang vinmart.vn không có biến động mới tại thời điểm khảo sát lúc 7 giờ 15 phút. Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 108.720, 165.522 đồng 1 kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của Vinmart. Cụ thể, 108.720 đồng 1 kg là mức giá thịt đùi heo được ghi nhận thấp nhất. Trong khi đó, cao nhất là giá ba rọi heo với mức 165.522 đồng 1 kg. Các sản phẩm còn lại có giá bán trong khoảng 115.922, 149.520 đồng 1 kg giá thịt heo tại công ty thực phẩm Hà Hiền. Giá thịt heo tại công ty thực phẩm tươi sống Hà Hiền giữ ổn định tại thời điểm khảo sát lúc 7 giờ 15 phút. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 71.000, 183.000 đồng 1 kg. Trong đó, giá các loại thịt như nạc vai, nạc đùi và sườn già heo hiện đang ở mức lần lượt là 104.000 đồng 1 kg, 111.000 đồng 1 kg và 121.000 đồng 1 kg. Kế đến, giá đuôi heo và ba rọi heo ứng với mức 159.000 đồng 1 kg và 146.000 đồng 1 kg.